Anh có chắc chắn với quyết định của mình không? Có em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh rồi. Chị rất vui khi hai đứa đến được với nhau. Chị cũng phải sống thật hạnh phúc đó. Tôi đã thấy chồng của cô với em họ anh ta ở cùng nhau. Cô nên để mắt tới cô ta nhiều hơn. Các người muốn đóng kịch trước mặt tôi đến bao giờ nữa hả? Xin chúc mừng anh Nam Minh Xu là tân chủ tịch tập đoàn Papa. Anh là kẻ bội bạc, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Con chó bị dồn vào đường cùng thì sẽ quay lại cắn. Ông nghĩ sao khi tập đoàn Papa không đánh Na Sinh Yon có chẳng là gì với tôi hết. Chúc mừng chị nha. Tôi sẽ làm cho cô và cả gia đình cô tan nát. Tất cả các người sẽ chết dưới tay tôi. Anh không chắc sẽ mang đến hạnh phúc cho em, nhưng anh sẽ luôn bên cạnh khi em cần. Mày yêu vợ tao chứ gì? Kẻ tồi tệ như mày có tư cách chất vấn tao sao? Sao mày dám? Cô ấy xứng đáng có hạnh phúc cho riêng mình. Điều làm nên hạnh phúc phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên AMC TV.